Thưa quý vị và các bạn, Hải Dương đang trong những ngày giãn cách xã hội và khắp các ngả đường đổ về các tỉnh lân cận đều bị phong tỏa. Nhiều người đang thắc mắc những phương tiện nào sẽ được lưu thông trên địa bàn trong những ngày này. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa ban hành hướng dẫn lưu thông cũng như là kiểm soát phương tiện, người lái trên địa bàn trong thời gian cách ly xã hội. Trong đó thì phương tiện cá nhân khi đi mua lương thực thực phẩm, dịch vụ thiết yếu được phép lưu thông trong thời gian Hải Dương giãn cách. theo đó phương tiện cá nhân được phép lưu thông trong các trường hợp mua lương thực thực phẩm dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu khám chữa bệnh thiên tai hỏa hoạn làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước lực lượng vũ trang và tại các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động sản xuất được tiếp tục hoạt động Phương tiện phục vụ phòng chống dịch và vận chuyển hàng hóa được phép lưu thông gồm: xe công vụ của công an, quân đội, xe cứu thương, xe của lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, xe được trưng dụng phục vụ phòng chống dịch, xe phục vụ tiêu dùng, chở lương thực thực phẩm, chở nhu yếu phẩm cần thiết khác. Ngoài ra thì các xe phục vụ cho sản xuất, đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp xe chở sản phẩm hàng hóa nguyên vật liệu sản xuất xây dựng xe chở máy móc thiết bị hay là phương tiện và xe chuyên dùng phục vụ sản xuất công nghiệp xây dựng và nông nghiệp cũng được hoạt động trên địa bàn trong những ngày này còn đối với phương tiện ngoài tỉnh Hải Dương chỉ cho phép các trường hợp vào với mục đích giống như đối với phương tiện đi trong nội tỉnh. Lái xe và người đi cùng phải khai báo y tế và lịch trình nơi đi nơi đến và cam kết thực hiện 5K khi di chuyển trong địa bàn tỉnh Hải Dương. Lực lượng chức năng sẽ đo thân nhiệt khi lái xe và người đi cùng có dấu hiệu nghi ngờ sẽ phải đưa vào cơ sở cách ly.